sẽ chịu nhịp trò đi không? Đấy là sợ không dám múa hết rồi. Đi xe xe người ta kêu lấy tờ báo á, lóc đít á, ngồi không có sợ. Hôm bữa đi đám cưới á, còn bà Tiên thì bà kia cầm theo bé chanh rồi đi lật đặt bé chanh nó hít mùi á, ấy là làm cho nó hít mùi á chứ chanh mà để mình hít vậy nè. Miễn sao đừng nghe mùi là khỏe. Bạn đeo khẩu trang không con? Không. Mình uống à? Đúng rồi. Mình uống à? Đúng rồi. Thở thì nhớ 5 liều hả? Ừ. Cuối cùng 1 dân liều hả chị hai? Chị cầm luôn hả? Không. Ôi trời, đã quên hết. Cái này là ngã tư nhất rồi không anh hai? Tư gì? Tư cái kia là đang làm rồi đúng không? Quẹo lên đi. À, quẹo vô đây là vô ngày chưa đám cưới. À hèn gì hồi sáng cái bố nói vậy đó có không? À, vậy nó chỗ đang làm. Kita
3 giờ rưỡi đi về. Thì không có gì ăn hết. Dạ, dạ. Gọi cho con thằng KFC kêu mua này là nó về có đưa tiền. Gần hơn đó đúng không? Ừ. Trước giờ cứ thấy đóng cả cho em luôn anh Ben. Lấy cái khăn, lấy cái khăn.